Ngày 2 tháng 10, Công an huyện Hà, tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng trong vụ dây đánh, cướp súng bắn đạn cao su của các cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn Hà, huyện Hà. Các đối tượng bao dây, hành hung các chiến sĩ công an. Các đối tượng gồm Lưu Xuân Dịnh 1993, trú tại thôn 3, xã Ma, huyện Hà, Đinh Khắc Hoàng 1994, Đinh Khắc Huy 1992, Lưu Xuân Minh 1988, Vũ Văn Lâm 1994, Ngô Văn Thảo 1992, cùng trú thị trấn Hà. Trong đó Dịnh, Hoàng, Huy bị lực lượng công an bắt giữ. Các đối tượng Minh, Lâm, Thảo ra đầu thú sau khi được lực lượng công an vận động, kêu gọi. Riêng các đối tượng Vũ Văn Văn 1987 và Nguyễn Phi Lanh 1991 cùng thị trấn Hà bị bắt giữ ngay sau khi gây án đêm 25 tháng 9. Đối tượng Nguyễn Phi Lanh trái và Vũ Văn Văn phải bị bắt ngay sau khi gây án ảnh công an cung cấp. Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng và thu giữ nhiều vật dụng như còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng. Trong đó có cả súng bắn đạn cao su mà các đối tượng đã cướp của lực lượng công an. 6 đối tượng bị bắt giữ, vận động ra đầu thú ảnh công an cung cấp. Hiện 2 cán bộ công an là Phạm Xuân Biển và Đoàn Mạnh Dương sau khi được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã được xuất viện. Riêng Thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến bị nhiều vết thương ở đầu, vai và chân hiện vẫn đang được điều trị Bệnh viện Y Dược Hoàng Anh Gia Lai tỉnh Gia Lai và đã qua khỏi cơn nguy kịch. Dự kiến ngày 8 tháng 10, Thượng sĩ Tiến nhập học một trường công an. Như đã thông tin, tối 25 tháng 9, đồng chí Phạm Xuân Biển và Trịnh Hoàng Tiến, cán bộ công an thị trấn Hà, huyện Hà được cử đi giải quyết vụ đánh nhau tại một quán karaoke. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi khoảng 10 đối tượng đã dây đánh, cướp súng của hai công an. Khi đồng chí Đoàn Mạnh Dương, công an thị trấn Hà tới đưa hai cán bộ bị thương đi cấp cứu thì cũng bị nhóm đối tượng tấn công bị thương.